cái áo nhóm thì lấy à, ở đâu đó, cái thùng nãy nó xuống đây đó à. Để trong này à. Này nhóm từ thiện tổ chức trao 100 phần quà cho chùa Liên Hoa thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Chùa hiện đang trong quá trình mà xây dựng đây. Đang livestream đó nha. Đang livestream mà cả Facebook ta biết đó. Đây là anh Phúc, là trưởng trưởng nhóm. Phúc đâu? Chào mọi người coi. chùa này cũng nghèo, nè, chưa có kinh phí xây dựng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, che chở cho tất cả chúng sinh sớm vượt qua đại dịch Covid. Những ngày này là cả nước đang rất là phòng chống dịch Covid, cách ly quá trời quá đất, mà nhóm mình là vẫn cố gắng để đi từ thiện trên nè. Dự định là ngày mai đi Đà Lạt, mà lên Đà Lạt bị cách ly mất tiêu rồi, cho nên ngày mai là nhóm đây là chị gì ta, trưởng nhóm câu lạc bộ Ánh Đạo Vàng, chị tên gì giới thiệu cho mọi người biết. Em là Liên Trang, hôm nay được vinh dự đi cùng với nhóm của mình đi chuyến hành hương này, rất là vui. Dạ rồi, chào chị Trang rồi. Chùa chưa có kinh phí xây dựng. Đây là thầy chủ trì chùa. Thầy ơi, giới thiệu xíu về thầy. Dạ. Thầy giới thiệu về chùa rồi về thầy đi cho mọi người cùng biết nè. Chào mọi người. Dạ. Dạ, chùa mình là đang xây dựng hả thầy? Dạ. Được khoảng 2 năm nay rồi. Dạ dạ. Thầy chủ trì luôn hả? Hay sao? Dạ dạ. Rồi, con chúc thầy sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay có nhân duyên tới chùa Liên Hoa. Dạ. Vui vẻ. Chụp hình để lên Facebook. Hả? Chụp hình để lên Facebook.
Chụp đi em, chụp tao má anh tắm. Bỏ khẩu trang ra. Đây nè. Chụp đẹp nha, được chưa? Rồi. Chụp ra tao trước. Rồi. Chùa mình ở xã của xã gì của thầy, địa chỉ á thầy, để cho mọi người cùng biết. Phường Mỹ Đông, thuộc về thành phố Phan Rang. À, phường Mỹ Đông thuộc thành phố Phan Rang. Chùa đang còn rất là eo hẹp về kinh tế nè, đang xây dựng dở dang nè. Mọi người cố gắng mà hùng phước để mà hỗ trợ cho chùa. Vô đây em vô sắp đồ ra. Bây giờ nhóm đang soạn đồ để lát nữa phát 200 phần quà cho hộ nghèo ở đây. Rinh lên em, phụ rồi. Chào chị, câu lạc bộ Ánh Đạo Vàng, chị giới thiệu một xíu đi. Hả? Đi vào đi. Cắt lại cái đầu đi. Chú mèo. Mới sáng sớm bà chạy đây bà đón trước ha. Xe mới tới bà chạy đây bà đón rồi đó. Bà lanh ghê không? Dạ con mèo tên là Tèo. Câu lạc bộ Ánh Đạo Vàng ngồi những người lớn lớn, còn có những em bé rất là dễ thương à. Ấy để em vào vào vô rồi vào rồi em. Ủa sao mấy đứa nhỏ đi chơi chỗ khác, chỗ đang làm mà không đi. Gạo để lại đóng của anh bên. Gạo thì đóng bên. Gạo để của anh bên đó đóng lên. Này chúng ta cùng lên trên chánh điện đang xây dở dang nè. Hết kinh phí để xây rồi. Hôm nay đoàn đi 80 người nhưng mà dịch quá người ta ta ốp hết rồi, ta giờ chỉ đi một cái xe 45 chỗ với xe 16 chỗ thôi, chỉ dự kiến là đi 3 xe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chánh điện này đang rất là còn thô sơ lắm nè. Nam Mô Tổ Sư Đạt Ma. Em xuống rinh đi em. Đó xuống rinh mấy cái kia đi, phụ mọi người lên đi em. Lên đây, lên trên này. Dưới đây nuôi cá rồi quá trời quá đất luôn nè. Những chị Phật tử ở đây rất là hăng hái và sôi nổi theo tinh thần của những con Phật. Còn anh đang quay phim dưới này là chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện chủ nhật nè. Đó, rinh mấy cái bịch lên hết đi em. Mấy cái sườn này coi như là chắc cũng là 5 năm rồi nè. Mà hết hạn không còn kinh phí nữa, đang còn dở dang thế này nè.
chùa nằm ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Người mình xuống hôm nay là ngày đỉnh điểm của cách ly mà nhóm vẫn quyết định đi cầu cho mười phương chư Phật phù hộ độ trì cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Dạ đúng rồi. Đây những phần quà rồi, bao gồm nước tương, muối, dầu ăn, bột ngọt, đường. Vô ra là mấy cái con gái mẹ vô nè con. Có mì để bên tay cái lấy gạo bên kia cái nữa mình tay ra nữa rồi. Cô đánh đó thì cho con cho con. Ngày nay chị có lệnh. Đứng tiền đi cho mẹ. Sợ sợ không tin sợ sợ đi tới đi luôn. Có người ta đi gạo bắt con này qua bên kia lấy mì luôn. Đây. Cắt cẳng cho nó rã rồi, khúc quá. Quả anh Phát. Dạ. Nói trên cái đường KKF cạnh tranh gì? Phải câu lạc bộ trong đó đâu mà sao? Quần áo của con xếp gọn rồi đó, kệ đi. Nó không mưa giọt rồi được rồi. Tới chứ là còn quần áo chắc thầy để thầy xử. Cái gì vậy? Cái gì dọn đồ của thầy? Cái gì? Không ướt đâu. Không ướt đâu. Không ướt đâu. Không ướt đâu. Không khu vực này nhà ăn nè, nhà ăn đãi khách. Buổi sáng ăn chưa chị? Rồi. Buổi sáng nhà chùa chợ ăn bánh mì, uống sữa đậu nành, cà phê. Coi khỉ nè Tôn Ngộ Không nè. Khỉ chào mọi người đi con. Chào mọi người nè. Chạy rồi. Chào đi. Chào. Đi vô cái thắp nhang đi mấy đứa. Chú ơi chú biết sao không? Chú đây là tiền thiên đi chú. Ừ. Còn chú
biết sao là mấy trăm năm trước ấy là con với Tề Thiên là hái đào ở trên trời ấy. Nhưng mà có điều là do con lỡ vơ lên là con đốt luôn cây đào nên là con mới bị đẩy lên là gì hả, trời ơi ghê quá. Rồi bà lanh chưa, dòng họ của Tôn Ngộ Không á, có cho bà ăn gì không? Rồi con này chưa biết ăn, chưa ăn hả, keo kiệt quá. Không cho người ta ăn hả? Kéo kiểu Tôn Ngộ Không này không? Để vô tay nó cho nó giật á. Nó giật á. Này là cái coi nó còn ăn. Bye bye Tôn Ngộ Không. Bye bye Tôn Ngộ Không. Nhìn ăn nó không? Bye bye Tôn Ngộ Không. Nó còn ăn không? Ăn nè. Nhìn nó lanh thôi chứ nó không. Ừ. Cá chuối á. Cho bà ăn, bà thích ăn chuối á. Tội quá ha, có chút xíu à. Thầy nuôi để cho vui chứ. Trong này thờ cốt, trời ơi. Nơi thờ cốt, thờ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Này thờ những cái người đã mất nè, phóng cốt về đây để mà bỏ chùa để thờ. Có mỗi người một Nam Mô A Di Đà Phật. Này là tượng Phật lúc nhập niết bàn nè. Các vị đệ tử của Phật. Nét mặt rất là buồn ha. Mỗi vị nét mặt rất là buồn. Đây nè, chắc là tháp tổ nè. Người khai sơn ra, người khai sơn ra cái chùa Liên Hoa này nè, đây tháp cổ, tháp tổ. Nói chung hả, coi nó cắn á, tối nè nó đi đây con, một người nó cắn này bé thắng lăn cho bé này bứt ra bé đi liền á. Tại bé còn nhỏ chứ. Này hai vị hộ pháp bảo vệ Phật pháp nè. Mình vô chùa mình thấy cái ngài đứng trước chùa đó. Ngài là Vi Đà hộ pháp để bảo vệ chánh pháp này kia. Xua đuổi tà ma hay là những cái gì đó bảo vệ chùa chiền nè. Hai vị này rất quan trọng nè. Mời mấy anh chị vô chánh điện đi. Mời rồi, vô chánh điện. Lên chánh điện thôi. Lên lễ Phật. Đọc một thời kinh 30 phút rồi đi. Trời, không ai rinh giùm anh Phúc kìa. Anh Phúc xong sáo quá. Đi, nghỉ chơi. Kéo ơi. Rồi dạ. Cho lên chánh điện thôi. Bây giờ thôi mình ra đây đi. Nè mời mấy chị ra chụp hình luôn. Phát. Đứng yên đi. Rồi đứng yên đó. Rồi đó là toàn đoàn hả? Rồi mời mấy anh chị ra luôn nè. Em ra đi, đừng cứ ngồi ăn uống ngoài nha. Lúc nào cũng vậy á. Các bạn nhỏ thôi mình ngồi lên. Nó không mời chụp hình cả lần sau rồi. Ừ. Chị Ngọc Anh.
Trùng tên rồi anh ơi. Con ngồi giữa, con ngồi giữa, con là nhỏ nhất. Này bà con đang tới để nhận quà nè. Quà trong thùng giấy trong này là con. Chuẩn bị thôi à, bà con đang tới rồi. Có phiếu nhận không cô? Hay là thầy không có phát hả? Cô không có phiếu, cô có xin cơm à. Vậy hả? Dạ rồi rồi. Dạ vô đi cô. Nghi phiếu mình đâu biết chỗ đâu, cái xin phép của mình thì có mình có. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi vô vô chuẩn bị nhận quà cô. Dạ. Bà con đang đang tập trung tại chùa để chuẩn bị nhận quà của câu lạc bộ nè. Cô ở gần đây không cô? Ở gần đây đúng hả? Dạ. Dạ. Ở đây nhiều chùa không cô? Nhiều. Nhiều mà chùa đang khổ ha. Khổ tội. Khổ nhất hạng á. Vậy hả? Mấy năm nay có không nói chùa á. Vậy hả? Cái này xây chắc cũng là 5 năm rồi phải không? Thầy ông làm không à? Không phải đúng thầy, chắc lên làm à. Có tiền đâu có làm. Có chút đỉnh thì thầy làm. Có mình ông làm thôi á. Hèn nhậu ốm nhôm nhất là tội ha. Ăn bánh mì vậy không? Mỗi người ổ. Còn bánh mì bánh bao nhiều lắm. Đó chết đổ rồi. Đổ cái éo con, bánh bao đó ăn đi cô, bánh bao nhiều lắm, bánh bao chay á. Mỗi người cầm theo cái bánh bao về ăn luôn nha. Bánh bao nhiều lắm á, cầm theo để về ăn chứ nhiều lắm. Bánh mì nữa. Đó bánh bao nè, lát ăn mỗi người cầm theo một cái về cho con cháu ông ở nhà ăn. À đúng rồi đó. Lấy cho hai đứa con. Nãy em đụng cái chuông rồi đó. Giờ anh đụng cái bánh đó. Mai mốt đưa trong này đi chạy xe đạp được nè chị ba. Chưa tới đủ à. Vô tới ngồi nè bà. Có ghế nè, có ghế cho bà ngồi nè. Đây bà mới tới đây. Đâu có cho con cái ghế đi. Còn cái ghế có ai đó ngồi không? Rồi ăn bánh mì luôn. Đây. Đó bánh mì đó bà. Đây đây cho bà một cái luôn. Bà một ly nước luôn. Cô có nước chưa? Ai chưa có nước nè. Uống ly Bao nhiêu người chưa có nước đi con làm? 10 người, 10. Còn mấy người? 5 người ấy. 6, 2, 3, 4. 5 ly nữa. 5 ly nữa. Quá rồi mà lấy chìa khóa đi.
Chị tên gì giới thiệu đi cho mọi người còn biết chị tên gì. Chị tên là Kim Loan. Chị ở đâu? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy mới được chứ? Quận Tân Phú, đến từ Huế. Quận Tân Phú. Em là con gái Huế. Chưa tới hết mà mới có mười mấy người thôi. Mười mấy người từ từ. Mấy chục phần quà ta? Năm chục hả? Năm chục phần. Thầy nãy giờ Phật tử khen thầy quá trời nè thầy. Một mình thầy lo cái chùa này từ A tới Z đúng không thầy? Tự xây dựng, tự này kia hết luôn đúng không? Chính hay đó. Rồi nãy giờ Phật tử ở địa phương người ta nói. Dạ. Họ nói quá, không cần chắc chính xác đấy. Dạ, dạ. Thôi chúc thầy nhiều sức khỏe nha. Dạ, để dạ, bữa sang năm con quay lại chùa này nó sẽ phát triển hơn nữa nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Anh Phúc trưởng đoàn nữa rồi. Dạ, nữa. Phật tử ta đang tới rồi kìa. Dạ. Nghèo chứ. Mấy này chưa. Hay ha. Dạ. Mấy này hay ha. Mấy này là gọi là sao ta? Nó vừa quay vừa livestream Facebook luôn. Dạ. Nó thầy gì? Mọi người đang thấy thầy đó giới thiệu đi để cho sơ nét về chùa để có Phật tử tứ phương người ta cúng dường rồi kiến tạo lại ngôi chùa cho nó khang trang hơn một xíu chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà mình nói chuyện là khó đúng rồi hả? Dạ. Mình có cắt xẻ được cái được nào? Được chứ, cắt hết chứ. Khi nào cái giai đoạn nào nó xấu xấu mình cắt nha. Đúng rồi. Mình vẫn là theo cái phong tục phương đông. Dạ. Tốt phê, xấu che. Dạ. Nhưng mà mình không có xấu lắm được rồi, đúng không? Chắc phải. À. Không. Để lát nữa người ta tới hết để rồi giờ ví dụ có ai khi nào mà dư thì cho chứ. Hai cái thì cho hai cái thôi. Đang kiếm cái bọc này. Bọc hả? Kiếm cái bọc. Thầy sao giáo hội không đưa thêm hai ba người hai ba vị tăng nữa về đây để mà hỗ trợ chùa chứ sao có mình thầy vậy, cũng khổ cực ha. Lại chùa có khó quá, làm thầy khó quá. Giáo hội ở đây cũng nói chứ đây là duyên hay là dạ. Anh đến đây cũng là duyên. Đúng rồi. Mà mọi thứ đến với mình cũng là duyên. Dạ. Có nhiều nơi duyên lành thì chư tăng câu hội. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ cái duyên mình không phải cũng chưa đến. Chứ thật ra mình cũng rất muốn có tăng. Dạ đúng có, rồi. Con ni, con thầy, con Phật tử rồi về tu tập chùa mà. Dạ. Là nơi câu hội tăng ni tu tập. Mình đâu muốn ở mình mà phải làm gì. Dạ. Phải chia sẻ nhau vấn đề. Nhưng mà thầy đã cố gắng làm hết sức rồi phải không? Để cố gắng để mà phát triển cái nói chung là đến giờ phút này thì cái ngôi chùa mình cũng đi vào vấn đề sinh hoạt ổn định. Dạ. Nhà cửa phòng ốc cũng nghiêm chỉnh. Dạ dạ. Giờ đang chiêu mộ tăng tàn. Đã là tăng tàn. Xin lỗi. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc chiều đây đi tắm biển không được quá. Chắc dịch này nó không cho tắm biển đâu ha. Cho ở đây chưa, nó vẫn cho. Phan Rang chưa cấm hẳn. À, Phan Rang chưa cấm. Dạ. Nói chung là vì sức khỏe, vì cộng đồng thì mình cũng nên né tránh thôi. Dạ. Tắm mà sao sao cũng không vấn đề. Dạ. Phan Rang nó cái là nghèo khổ. Xã hội cũng chưa được phát triển lắm, nhưng mà nó có nhiều cái mà kiểu nhiều nơi không có được bình yên. Dạ đúng rồi. Mà ở đây lên thành phố cũng ngon mà. Thành phố cũng ngon chứ bộ. Ở đây nó gần mấy cái tháp Chàm rồi không thầy? Gần đúng không? Gần trong. Nếu mà anh sẽ lên gần cái chùa đó. Dạ chùa dạ. Chùa gần tháp Chàm. Dạ đúng rồi. Người gì thích đấy ạ? Thành phố Phan Rang tháp Chàm cũng có một xíu thôi chứ đâu có rộng nhiều ha. 5 cây số. Dạ. Nên qua cái trang mạng này á, anh chiêu mộ chiêu vị tăng ni, ai muốn tăng ni Phật tử, những người tu đạo đồng đạo. Dạ. Ai muốn bình yên về tới chùa Liên Hoa. Dạ. Bán bình yên. Sau này con ví dụ có duyên con muốn xuống tới đây được, để con làm công quả một năm rồi con có duyên xuất gia ở đây được không thầy? Được. Dạ. Cửa chùa luôn mở rộng. Dạ. Trời ơi. Nhĩ mà nhiều lúc xin vô chùa xuất gia hay là làm có quả nhiều chùa không có nhận đâu. Sao vậy? Nhiều người chùa kêu đủ rồi, không có nhận nữa, sợ tốn cơm thì sao không biết nữa. Còn chỉ có chùa quê hay trên những chùa nào mà chân chắc cái này kia mới nhận thôi, Phật tử đến càng đông càng tốt. Còn giờ có nhiều chùa mình xin vô không ai nhận hết trơn. Nếu mà chùa cho tất cả chùa Di Sơn thầy thiện lý. Dạ. Ở đây nắng nóng quá ha, mới giờ mà nóng được rồi. Phan Rang là nhiệt đới mà. Dạ. Khu nhiệt đới. Dạ. Rồi bây giờ bà con có mặt đông đủ rồi, chưa đông đủ nữa. Những vị nào không có phiếu chúng ta đang ngồi bàn ngồi. Người thầy sẽ ra nói với thầy nhé. Những vị nào có phiếu thì đứng ở đây. Những vị nào không có phiếu thì ra ngoài kia. Mẹ xin mời bà con lưu ý giúp dùng con ạ. Là những ai mình có phiếu. À, mình có phiếu thì mình xếp hàng vào đây ạ. Mình cầm phiếu trên tay xếp hàng vào đây, hai hàng giúp dùng. Hai hàng giúp dùng con ạ. Ai có phiếu qua bên này giúp dùng con. Hai hàng thôi ạ, đứng cách xa nhau ra cho con. Đứng cách ra, giãn cách nhau ra. Không có đứng xa sát như này. Dạ, ai có phiếu cầm trên tay giúp dùng con. Hỏi thầy coi ở đây phiếu màu gì đó nha. Sao lại có cái trắng cái vàng. Rồi đứng hai hàng cho con, phiếu màu gì hả anh? Phiếu màu vàng. Hỏi thầy coi phiếu này đúng không? Nó như nhau nè. Ừ, còn mấy cái phiếu trắng rồi lỡ đâu. Phiếu trắng này cũng có dấu luôn của ban chấp hành chữ thập đỏ luôn. Đưa hai phiếu này cho em hỏi thầy. Tôi hỏi thầy coi cái nhiều lúc để mấy bác coi lộn mấy bác không nè. Con có phiếu không? Như là cái đó là chưa thập đỏ chưa ở đâu nữa nè. Cho con hỏi ở đây là còn ai có phiếu không ạ? Không. Ba đồ cái lát ai cũng có quà hết, tới yên tâm đi. Để ưu tiên người có phiếu trước. Còn lát nữa bà con sẽ có hết. Okay.
ở đây mình là ở đây là đúng này rồi. Cái màu trắng là ở đâu? Để có rồi. Dạ. Ba con cũng xin thông báo với lại các bác, các cô chú là trên tay mình chỉ có những cái phiếu vàng thôi. Cái phiếu vàng nha, còn ai cầm cái phiếu trắng là không phải. Thì hiện tại cái phiếu trắng á thì để cho bên trụ trì phát. Hiện tại bây giờ con chỉ phát cho những vị nào có cái phiếu màu vàng. Dạ. Thì thôi bây giờ chúng ta trao đi, đừng để cô bác cái phiếu vàng này của mình á. Rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Còn phiếu trắng này là của ai nè? Của ngoại hả? Ủa ngoại không phải ở đây thì ngoại những chỗ nào? Dạ không phải đâu, cái này của bên ngân hàng nè. Thì bây giờ ngoại ra ngoài kia ngồi ngồi đi. Rồi chút xíu. Dạ. Rồi bây giờ mời các anh chị đó. Hai phiếu phát. Bây giờ ai bê phụ cô? Hai phiếu đi. Rồi. Dạ. Hai ba thanh niên để đúng rồi, từ nè anh Phán nè, mọi người đeo khẩu trang vô, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang vô. Anh Phán nghe không? Anh phải đeo khẩu trang vô. Em đưa cho. Nãy. Nè bây giờ ai còn cái khẩu trang nào đưa cho anh Phán, anh đeo vô một cái. Có ai có khẩu trang nào không cho xin cái đi. Chị Lan cho em xin cái khẩu trang. Ở trong một cái phiếu coi. Phiếu nhận vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 31 nơi nhận chùa Linh Hoa Đông Hải. Vì sự an toàn của đoàn nữa đeo vô nè. Cái này là bằng ông nha bà. Cụ này hả? Cụ này cho cụ một hộp sữa đi. Nè. Chị cụ này đưa cho hộp sữa đi. Đúng rồi. Đây luôn, để hộp sữa. Đúng rồi, bác không làm đi. Con đi ra chỗ khác đi, con đừng có đứng ra đó. Cái nhỏ không làm gì hết ra ngoài, nhanh. Để con đi ra ngoài kia cho nó lùi đâu. Nó sẽ phụ. Rồi có nếu mà đứa nào bưng ra phụ thì cứ vô bưng. Rồi, cũng mà bán là tơi tơi. Rồi, tơi tơi. Để con mấy đứa nhỏ này nó không nhỏ như ông cháu bà đi. Nó thùng liền chắc ăn. Rồi. Lên nổi không? Rồi có một hộp sữa luôn. Có cái hộp bạc ao đó nha bà. Con này nè, lấy hộp sữa nè. Con trai lấy hộp sữa cho bác này nè. Đó, ừ, bác đi theo em này. Thêm một hộp sữa đây nè. Lên. Hộp sữa cho ngoại. Cho ngoại hộp sữa. Bỏ vô luôn. Rồi. Dạ. Không. Của anh này nè, một phần luôn nè. Có sữa nè, có sữa. Có sữa rồi là không lấy sữa. Người nào không có sữa. Con đứng đây cho anh. Rồi đây, cho anh này hộp sữa đi. Chị Lan, tặng cho anh này hộp sữa đi. Đây. Cái đang là đi thật rồi, Dạ. Đấy, hộp sữa nữa. Đây, tặng cho cô này nè con. Ủa, em nào vụ cái này nè. Em nào giúp đỡ cho cô này nè, bây giờ. Từ từ. Có phiếu là có quà, chị đừng có sợ cái chuyện mà không có quà. Rồi, con đi theo bé này. Có người nhà không? Dẫn bà đi. Bà bị mù rồi. Mù tội ha. Rồi hết người có hết phiếu rồi phải không? Giờ người không phiếu rồi. Đây chị này có một. Đây tới chị. Rồi tới lấy luôn. Đây con. Không, cho mấy người già thôi. Đưa cho cô. Một bao gạo. Với lại đường muối. Mì tôm. Cứ bình tĩnh. Đấy. Còn ai nữa không ta? Nè con đưa cô luôn đi.
Đây con xuống đến với con, lát nữa con kêu con. Rồi giờ vậy? Ở đó là bao nhiêu phiếu vậy con? Thay ra nữa chưa? Ở đây là bao nhiêu phiếu rồi? 10 điểm rồi. 10 10 à? Rồi ok, vậy để ra 15 phần đúng không? Thầy đây. Dạ. Thì bây giờ còn cái 15 phiếu vàng nữa. 15 phiếu vàng giống vậy. Là con in sẵn rồi. Thì hiện tại giờ đây là 10 phiếu con giữ. Một chút xíu nữa còn 15 phiếu giống vậy. Thầy sẽ phát cho đồng hội cùng con. Giờ đoàn của chúng con cũng tạo điều kiện cho nơi chùa để di chuyển. Để còn tránh cái trường hợp mà địa phương nữa. Dạ, à còn một quà nè, phát cho chị đây một quà nè. Rồi, đây 11 phiếu rồi. Rồi, đây đây. 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 Anh cứ còn dư lại cái này. Dạ rồi. Thì thôi giờ để ông còn đây này em chỗ đây này. Cái chính tính cái hết rồi. Thôi giờ chúng ta mình chào hỏi thầy đi rồi mình chia tay ra rồi xem. Dạ. Rồi tất cả mọi thứ mình giao lại cho thầy. Rồi. Dạ. Còn lại nói thầy quần áo gì đó con, thầy coi. Dạ, cái còn mấy cái đó thì để giao cho thầy hết, thầy xử lý giùm con ha. Dạ. Rồi bây giờ đoàn của chúng ta di chuyển ra xe đi. Để. Dạ. Lát nữa thầy sẽ phát. Dạ. Lát nữa thầy sẽ phát. Cái đó để chùa cho có phần đó. Dạ, dạ. Khi nào cả dính chùa được. Dạ, dạ. Dạ, bữa con ghé lại nữa. Dạ. Giờ đòn con đi nha, lát nữa có thầy sẽ phát nha. Còn lại quà quá trời đó, lát nữa thầy sẽ phát. Cho hết ở đây luôn. Cho hết đây luôn. Giao hết cho thầy. Nè, thầy muốn đi ra xe hết đi. Để xe tự cho thầy xử lý. Cái đó là một ông nguyên chức đó thầy. Dạ. Mời anh Linh nữa là mấy anh em Phật tử mình lên với thầy đó. Mời mấy anh em Phật tử có ba anh em Phật tử đấy. Về nơi chỗ thỉnh ra. Dạ thôi bây giờ đoàn của con chung xin phép là di chuyển ạ. Dạ. Rồi rồi rồi. Đoàn chúng ta di chuyển đi. Dạ mô Phật, con chào thầy nha. Để lấy đồ nha. Cảm niệm công đức. Dạ. Đâu cô bác nào trong đây rồi nhớ lấy ra nha. Bây giờ luôn thầy chúc mẹ. Ba lô mình nè, ba lô ba. Ba lô có ai nha. Cảm ơn. Ba lô nha. Thông. Rồi mấy cô lên trên ngồi đi, chuẩn bị thầy phát quà nè. Rồi. Dạ. Xin đi đâu một ghế đi, cầm lên lên. Lên trên kìa. Ghê mà ghê em. Đi cho. Ghê mà. Ghê em. Ghê em. Khó lại. Rồi đi đây xe, giờ lên Đà Lạt. Ông lên kia đi, lên kia chuẩn bị phát kìa. Rồi đi lên kia thầy phát. Rồi. Ở đây người dân địa phương còn khổ cực lắm. Quý mạnh thường quân nào có điều kiện thì cứ về chùa để mà ủng hộ bà con nha. Ở đây bà con rất là nghèo khổ này kia. Tội lắm. Thầy. Đấy, trong ngồi về đây này nè. Vâng vâng, ở dưới thì tự thầy có giữ một cái micro của em không? Không có đâu. Anh Phúc giữ á, anh Phúc. Phúc chết. Ông ca có đi ra không? Đây con xách ra cho.
đây đây đây. Rồi, ra cửa nha. Rồi đi theo con. Hay. Rồi cái này thầy đang phát nè. Phát cho Phật tử địa phương. Cấp phiếu hả? Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, dạ dạ. Thôi đi. Thôi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt thầy. Rồi dạ.